Tòa án Nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với đối tượng Nguyễn Văn Học, sinh năm 1975 tại ấp 1 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày 20 tháng 1, Công an xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ chở 5 người Việt Nam Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam do Nguyễn Văn Học tổ chức. Ngay sau đó, lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Văn Học, đối tượng khai nhận từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 đã tổ chức hai lần cho 10 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Học đã phạm vào tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, quy định tại điểm B, điểm C khoản 2, điều 348 Bộ luật hình sự. Chiều ngày 5 tháng 4, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Học 6 năm tù giam